Năm 1965, Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng xây dựng ngôi chùa Pháp Vân. Thửa sơ khai ngôi chùa chỉ là một ngôi thiền đường nhỏ vách lá, lợp tranh đơn sơ. Sau năm 1975, ngôi chùa được nhiều lần trùng tu sửa chữa thay thế bằng những vật liệu hiện đại hơn. Năm 2010, chùa tiến hành xây mới hoàn toàn với sự giúp đỡ và tấm lòng của các cấp chính quyền, các mạnh thường quân, các tăng ni Phật tử. Sau 4 năm xây dựng, chùa Pháp Vân hiện nay khá khang trang và kiên cố. Có thể nói chùa Pháp Vân là một công trình tôn vinh nghệ thuật kiến trúc đền chùa Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm qua. Chùa được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu hiện đại, có kiến trúc khang trang, kiên cố nhưng vẫn giữ được dấu ấn phong cách của nghệ thuật chùa cổ Việt Nam. Kiến trúc tổng thể ngôi chùa bao gồm cổng tam quan, giảng đường, tòa chánh điện, tổ đường, linh đường, điện dược sư Thất Châu, điện thờ Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, điện Phật Di Đà, điện Di Lặc, tháp chuông, tháp trống, 9 tầng tháp, đài tắm Phật Đàn Xanh. Chùa xây dựng theo kiến trúc chùa cổ miền Bắc với mái ngói vuốt công hình đầu đao. Mái được lợp ngói vảy màu nâu đỏ truyền thống. Cổng tam quan chùa xây dựng đồ sộ với 3 tầng mái. Bên trong chùa, các kiến trúc gỗ như cửa, bao lam, liễn đối, khám thờ được chạm khắc tinh xảo, công phu. Trong khuôn viên sân chùa có nhiều tượng rồng, phượng, kỳ lân được chế tác tinh tế. Những tâm huyết, công sức của những người thợ, những nghệ nhân xây dựng chùa đã tạo ra những kiến trúc đặc sắc kỳ vĩ. Được táng dương với những kiến trúc được sách kỷ luật Việt Nam ghi nhận, cặp kỳ lân bằng đá hoa cương tại chùa là cặp kỳ lân bằng đá lớn nhất Việt Nam. Ở hai cầu thang lối lên chánh điện chùa Pháp Vân là hai con lân được tạc từ hai khối đá hoa cương có chiều dài 10m, rộng 4.2m và cao 5m được thực hiện bởi 15 thợ điêu khắc trong suốt 3 năm từ năm 2010 đến 2013. Năm 2017, chùa Pháp Vân được tổ chức kỷ lục Việt Nam, xác nhận hai kỷ lục khá là tôn tượng: Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát bằng đồng cao nhất Việt Nam và Kinh Bát Nhã bằng tiếng Việt được khắc lộng vào bộ cửa bằng gỗ sao lớn nhất Việt Nam. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy, mục đích thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Ngoài ra bạn có thể đến đây bằng xe buýt. Nơi đây là một địa điểm thú vị mà bất cứ ai đến với Hồ Chí Minh cũng muốn một lần đặt chân đến và khám phá. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!